Do cái tình hình dịch bệnh thì hầu như toàn bộ các thành viên không được tập luyện cũng như được thi đấu với cái trạng thái tốt nhất của cầu thủ, nên là cái thời điểm này thì ban huấn luyện cũng như là các anh trong đội cũng đang cố gắng động viên nhau để tập những cái buổi tập dần dần để có thể làm quen sớm nhất với cái với thể lực. Cho đến lúc này thì thời điểm này cái chấn thương của Đình Trọng đã ổn định được 100% hay chưa? Tôi biết là trong cái quá trình mà Trọng điều trị phục hồi chấn thương ấy, Trọng có cái đồng hồ đếm ngược cái ngày trở lại sân cỏ. Thế thì trong cái đợt tập trung này thì Đình Trọng có đủ sự tự tin một cái đồng hồ đếm ngược cho cái ngày trở lại với cái đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam không? Thật ra thì em là cái chấn thương của em cũng đã hoàn toàn bình phục từ rất lâu rồi, nên là em mong mọi người cũng tập trung hơn để em lấy lại phong độ, chứ cũng không hiện nay thì em cái chấn thương của em đã hoàn toàn bình phục rồi, nên là mong mọi người tập trung hơn ở của em ở chuyên môn. Là tất cả các đối thủ ở bảng đấu đều khó khăn, vì khi mà mình bước đến vòng đấu này thì mọi đối thủ của mình đều cũng đã cái trình độ cũng đã ở tầm châu lục, và cũng rất nhiều đội cũng đã từng tham gia World Cup. Thì em nghĩ là đội Nhật Bản cũng như là Saudi trận mình gặp đầu tiên thì đó là những cái đội bóng mà em nghĩ là cái trình độ rất là cao. Thật ra thì cầu thủ mà muốn đối đầu nhất thì chắc là những cầu thủ của Nhật Bản đang thi đấu tại châu Âu, thì em cũng nghĩ Nhật Bản cũng là cái đội mà em mong muốn thi đấu.